Cá kình, còn gọi là giò, có nhiều ở biển miền Trung. Chúng sinh sống trong các gành đá, rặng san hô. Mỗi con cá kình to trung bình bằng bàn tay người lớn. Thân dẹp có màu xanh rêu. Da có các chấm hoa văn màu trắng. Cá kình nấu món gì cũng ngon, như lẩu, canh chua. Nhưng ngon nhất phải kể đến món cá kình kho chuối chát. Cả thịt cá, xương cá hòa quyện với vị ngọt bùi, xen lẫn chút chan chát của chuối, thơm ngon đậm vị, dễ đưa cơm mà lại giàu dinh dưỡng, rất phù hợp với tiết trời đông lạnh. Cá kình câu lên để nguyên con, dân địa phương kinh nghiệm rằng không nên chặt đuôi và vây cá, vì như thế cá sẽ tanh, mất đi vị ngọt mặn của biển. Người sành ăn thường không bỏ bộ xương mà lấy nướng lại đến khi xương vàng rộm, nhai giòn rụm mới cảm thấy hết độ ngon cũng như vị riêng của món này. Thịt cá vàng ươm, mềm mại, thơm ngậy, gan cá kình bé tí nhưng rất béo, ruột cá kình hơi đắng nhưng lại là liều thuốc bổ giúp ngủ ngon. Cá kình thì một loài cá thì hiếm và ở biển miền Trung này nó cũng có. Nhưng mà về cái đặc tính của cá này, đó là có cái màu da là nâu, trắng, là có những cái đốm màu vàng hoặc trắng. Thì do đó khi mà người dân chú ý lựa chọn con cá thì phải là nguyên con và làm sao để phân biệt được cái một số cái loài cá khác có cái có thể là giống với cái màu sắc, có cái độc tính như cá nóc, đây là các cái cá độc ở biển này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đến với chương trình Ngon và Lành của chúng tôi xin giới thiệu các bạn một món ăn đặc trưng của vùng biển miền Trung, đó là cá kình kho với chua chát. Để làm món ăn này thì chúng ta gồm có các nguyên liệu như là cá kình, chua chát, thịt ba chỉ, có hành, ớt và có các gia vị để nấu như là muối, hạt nêm, mì chính, nước mắm, tiêu và nước màu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chế biến món cá kình này. Đây là cá kình. Khi mua cá kình thì ta phải chọn loại cá kình còn tươi, mắt trong, mang còn hồng và cá còn tươi căng mịn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thực hiện món cá kình kho chua chát này. Trước hết thì ta sẽ đi vào sơ chế cá. Sơ chế cá thì đối với con cá kình này, ta chỉ làm bỏ mỗi máng thôi, vì ruột và vây ta để nguyên. Vì theo như quan điểm của người miền Trung thì nếu ta mà làm vây đi thì cái cá nó sẽ bị tánh, nó tánh hơn là ta để vây. Và ta chỉ làm mỗi máng thôi, còn để ruột lại. Vì ruột đối với dân miền biển, ruột cá này có vị đắng và nó là một loại thuốc bổ giúp bồi bổ con người. Ta làm sạch mang cá. Rồi sau khi làm mang xong thì ta sẽ mang cá đi rửa và tẩm ướp. Bước tiếp theo là ta sẽ ướp cá, ta ướp với một thìa muối, một thìa mì chính, ướp đều cá để trong vòng 30 phút, ướp cá trong vòng 30 phút, sau đó ta sẽ chiên sơ qua và chiên sơ cá và làm kho, để tiến hành đến bước kho. Giờ ta đã ướp cá, lật cá ướp cho đều cá, gia vị đều xung quanh cả luôn. Tiếp đến thì ta sẽ thái thịt ba chỉ. Đối với thịt ba chỉ ta sẽ thái con chi. Thái con chi này.
Rồi, hái xong thịt ba chỉ thì ta sẽ tiếp đến là làm chuối chát. Ta sẽ lấy 3 quả chuối chát. Chuối chát là làm chuối chát thì ta phải tước cái vỏ xanh ở ngoài đi. Sau khi gọt xong vỏ chuối thì ta tiến hành thái chuối và ta có sẵn một bát nước có pha giấm để làm để khử cho chuối trắng, rửa chuối xong rửa hết nhừa và làm trắng thì lát chuối của chúng ta. Chúng ta cắt chuối miếng đều nhau và dày khoảng 0,5 mm. Một lát chuối. Sau khi phát cắt xong, người ta cho vào một bát nước lành có pha giấm và muối để khử làm cho chuối trắng và nhìn đẹp mắt hơn. Sau khi sơ chế các nguyên liệu thì ta tiến hành đến bước tiếp theo là chiên các kinh. Bật bếp cho vào ăn để chiên các kinh. Chiên các kinh chúng ta cho nhiều dầu một tí. Bây giờ bước chiên các kinh này là giúp chúng ta làm cho con cá kinh săn và dai hơn và loại bỏ được mùi tanh của con cá kinh. Trong lúc chờ dầu sôi để chiên cá kinh thì ta chuyển sang làm gia vị để chuẩn bị kho con cá kinh này. Mình có hành tỉ và ớt cay thì ta sẽ lấy cái gốc hành lá này băm nhỏ, hành tỉ thái mỏng. Dầu là nóng thì chúng ta sẽ tiến hành cho cả kinh vào chiên. Đối với con cá kinh thì ta chỉ chiên sơ qua thôi, đừng không để cho ăn chín quá, ăn sẽ bị khô. Trước tiên là cho vào một lớp dưới cùng một lớp chua chát, tiếp đến là thịt ba chỉ. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ cho cá vào. Xếp cá lên trên thịt ba chỉ. Rồi ta sẽ cho gia vị hành ớt vào. Rồi tiếp đến ta cho gia vị là 2 muỗng bột canh, 2 muỗng cà phê nước mắm. Một muỗng tiêu. Hai muỗng nước màu. Và một ít dầu ăn. Xong đây ta sẽ bắt lên bếp và đun. Ta sẽ cho nước dùng vào và đun trong vòng 20 phút. Đến khi nước cạn và có đổ sẵn sệt thì ta sẽ bỏ ra. Khi mất cả ta là hoàn thành. Cho nước dùng vào xâm sấp mặt cá này nắp lại. Sau khi kho thời gian khoảng 20 phút thì ta đã có một nồi cá kinh kho chua chát và thơm ngon.
cá là chín đều thân gia vị, nước là sánh. Cá kình kho già lửa với chuối chát là món ăn đặc trưng của người miền biển. Cá kình vàng ươm, lớp da cá bên ngoài thấm gia vị đậm đà, ôm lấy lớp thịt mềm và ngọt bên trong. Mới nhìn thôi, chưa ăn cũng đã thòm thèm. Cá kình rất giàu giá trị dinh dưỡng, chứa hàm lượng chất béo thấp, nhiều omega 3 tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy ăn cá kình có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, như tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho tim mạch, đặc biệt tốt cho trí não. Ngoài ra, cá còn là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả, làm đẹp da, tăng thị lực. Về cái giá trị dinh dưỡng của cá kình thì nó là một xác định là một loại cá hiếm, và ở đây là cái cá này là cũng tương đối là béo, có nhiều cái chất béo, rồi protein, rồi các cái vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm. Chuối chát còn gọi là chuối hột, quả to bằng ngón tay cái, nhiều thịt, nhiều hạt, có màu vàng ươm lúc chín. Do chuối có nhiều hột mà người ta thường lấy trái chuối hột để làm thuốc chữa bệnh, ngâm rượu để uống lâu dài. Có thể tận dụng trái chuối non bằng cách thái lát mỏng, trộn vào các loại rau khác nhau, làm gỏi, kho cá để giảm vị tanh và đề phòng tiêu chảy. Về cái trong dân gian ở địa phương đây thì những cái loại cá có cái màu, tức là cái màu đặc trưng, thì nó thường có cái vị mùi tanh, thì do đó thì khi chế biến thức ăn thì người ta thường gia giảm một số cái loại rau quả, thì đặc biệt nhất là cái quả chuối hột thì vào nó sẽ quản cái mùi tanh. Thứ hai là trong quả chuối hột có một số chất có thể phòng được cái bệnh tiêu chảy, rồi bệnh đại tràng, và thứ hai là có cái chất xơ để làm cho cái sự tiêu hóa là tốt hơn. Bài thuốc chữa bệnh từ chuối hột. Chuối hột khô dùng ngâm rượu rất hiệu quả, giúp cải thiện bệnh đau lưng thâm niên ở người cao tuổi. Chỉ cảm nóng, sốt cao, háo khát, mê sảng. Củ chuối hột đem cạo bỏ vỏ ngoài, rửa sạch, cắt miếng, giã nát, ép lấy nước uống. Trị ho, củ chuối hột phối hợp với tầm gửi cây dâu, rễ cỏ chanh. Thái lại tía, mỗi thứ 12 gram, thái nhỏ, sắc với 400ml nước, còn 100ml uống làm 2 lần trong ngày. Trị kiết lỵ ra máu, củ chuối hột phối hợp với củ sả, tầm gửi, cây táo hoặc vỏ cây táo, mỗi thứ 4 gram, sao vàng, sắc uống.